trở lại với Từ Vựng Khó Đã Có Nhâm Lo. Và trong chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các số đếm ở trong tiếng Trung nhé. Chủ đề số 5 của chúng mình chính là Su Zi. Vậy thì trong buổi ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ đi thắp sáng bao nhiêu chiếc đèn lồng đây? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Ở đây cô Nhâm sẽ có 2 chiếc đèn lồng tương ứng với lại các số đếm ở trong tiếng Trung. Mình đến với chiếc đèn lồng đầu tiên để xem là cô Nhâm sẽ giới thiệu cho chúng mình bao nhiêu số đếm nhé. Đây, chiếc đèn lồng đầu tiên thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 số đếm từ 1 đến 5. Vậy thì từ 1 đến 5 sẽ nói như nào ở trong tiếng Trung đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi với cô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có này, số thứ nhất đó là gì nhỉ? Y. Y, âm Hán Việt của nó là nhất. Và mình có thể dịch cái này là số 1. Các bạn nhìn nhá, cái chữ Y này này thì viết cực kỳ dễ. Nó chỉ là một nét gì thôi, nét ngang thôi. Và để ý cho cô nhá, cái đầu bút và cái đuôi bút của nó đều là những cái nét đậm. Rồi, nhớ cho cô nhá, một nét ngang Y. Khó. Vậy thì xem là cô Nhâm sẽ lấy ví dụ gì với chữ Y này nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có từ Tỷ Y. Các bạn để ý cho cô nhá. Khi mà số đếm ấy, đứng trước số đếm ấy, mình có một từ đấy là từ tỷ. Cộng với cái số đếm ở đằng sau thì sẽ biểu thị về số thứ tự. Vậy thì tỷ Y, các bạn nhìn vào bức tranh cho cô nhá. Các bạn đang thấy cô Nhâm đang đứng ở vị trí thế nào đấy nhỉ? Chính xác rồi, đó là vị trí thứ nhất, đúng không nhỉ? Thế nên là tỷ Y chính là thứ nhất, đứng đầu đây. À, khó. Từ tiếp theo mà cô có đó là từ Ý Cửa. À, ở đây thì cô Nhâm muốn nhấn mạnh cho chúng mình một xíu liên quan đến cái phiên âm của chữ này nhá. Thông thường này, số 1 thì mình sẽ đọc là gì nhỉ? Y, thanh 1 đúng không? Nhưng nhớ cho cô, khi cái chữ Y này này mà kết hợp với lại là thanh 4 thì chữ Y đấy phải đọc thành là gì? Ý. Còn nếu nó kết hợp với thanh 1, thanh 2 hay là thanh 3 thì mình lại phải chuyển thanh 1 này thành thanh 4, đọc là Y. Nhớ nhá. Thế nên ở đây bọn mình có một từ đấy là từ Cửa, ở đằng sau là thanh 4 thì cái chữ Y này phải đọc là Ý. Ý cửa có nghĩa là một cái, một chiếc. Đây, chúng ta nhìn thấy ở đây có một cái bánh đúng không nhỉ? Thì bọn mình sẽ gọi là Ý cửa. À, cộng với lại từ bánh ở đằng sau. Rồi, đến với một ví dụ khác nhá. Chúng mình nhìn thấy ở đây này, cô có một từ đấy là gì nhỉ? Ý cửa rến. Ý cửa rến, cụm từ này sẽ dịch là gì nhỉ? Một người. À, hoặc là một mình thì mình đều có thể dùng cái cụm từ này được. Ví dụ như mình đến nhà hàng ấy, người ta hỏi mình đấy là nhỉ? Hôm nay anh đi mấy người này hay là chị đi mấy người ạ? Thì mình có thể trả lời là gì nhỉ? Của ý cửa rến, tức là chỉ có một mình tôi thôi. Của ý cửa rến. Rồi, nhớ cho cô nhá. Ý cửa rến. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học về số 1 rồi. Số 1 sẽ nói là Y. Ừ. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang số tiếp theo nhá. Ở đây cô có số thứ 2 đọc là Er. Đấy nhỉ? Er, âm Hán Việt của nó là nhị. Và đây là số 2. Vậy thì chúng mình nhìn thấy này, cái số 2 này thì nó khác gì so với số 1? Nếu như số 1 thì chỉ là một nét gì? Một nét ngang thôi. Thì số 2 sẽ là hai nét ngang, đúng không nhỉ? Hai vạch ngang đây. Thế vậy cái vạch ở phía trên này, cái nét ngang ở phía trên này sẽ ngắn hơn cái nét ngang ở phía dưới nhá. Để ý cho cô. Hảo, chữ cờ sứ Er, đây là số 2. Rồi, mình đến với một số ví dụ mà liên quan đến cái chữ Er này nhá. Ở đây thì cô có này, vừa xong cô có là gì nhỉ? Tỷ Y là thứ nhất, đứng thứ nhất đúng không? Nhưng mà bây giờ học kém rồi, không đứng thứ nhất nữa mà cô Nhâm chuyển xuống đứng thứ hai rồi đúng không? Thế vậy thứ hai thì bọn mình sẽ có từ gì nhỉ? Tỷ Er, đúng nhỉ? Tỷ Er chỉ số thứ tự nhá, thứ nhì hoặc là thứ hai. Các bạn còn nhớ vừa xong ở trong ví dụ số 1 ý, mình có là một cái, một chiếc thì bọn mình có từ gì nhỉ? Ý cửa, đúng không? Thế vậy theo đúng như thế thì bọn mình sẽ nói là gì nhỉ? Hai cái thì bọn mình sẽ nói là gì? Er cửa, đúng không? Er cửa. Ừ, không phải đâu nhá. Riêng cái số 2 này á, khi mà bọn em muốn biểu thị là hai cái thì bọn em phải chuyển sang cái chữ này cho cô. Đó là lẻng. Lẻng cửa. Lẻng cửa. Ừ, liên quan đến chữ lẻng và chữ er. Lát nữa bọn mình sẽ cùng nhau phân biệt nhá. Ví dụ như ở đây cô Nhâm có hai quả táo đúng không? Thế vậy cô có là gì nhỉ? Tôi có hai quả táo thì cô sẽ nói là 我有两个苹果. À, đây có 我, có 有, có 两, đều là thanh 3, đúng nhỉ? Thì mình sẽ đổi âm cái thằng ở giữa nhá. 我有两个苹果. Tôi có hai quả táo. Rồi, tiếp đến này, một ví dụ nữa này. Các bạn sẽ để ý cho cô nhá. Ví dụ ở đây là gì nhỉ? 两个人. À, vừa xong mình có 一个人 là một người. Thế bây giờ 两个人 sẽ là hai người. Vậy thì trong trường hợp này mình có được dùng là 二个人 không? Không dùng được nhá. Vậy tại sao lại không dùng được? Thì lát nữa bọn mình xem ở trong phần so sánh giữa từ 二 và từ 两 nhá.
好, ok, 两个人, hai người. Vậy là vừa xong trong ví dụ của cô lại xuất hiện thêm một cái từ, đấy là từ lẻng, cũng biểu thị ý nghĩa là hai. Vậy thì không biết là cái từ lẻng và từ er đấy thì có gì khác nhau? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi phân biệt hai cái từ đấy nhá. Các bạn cùng theo dõi cho cô này. Ở đây cô có từ đầu tiên đấy là lẻng và bên này là er. Cả hai đứa nó đều có điểm chung là dịch sang tiếng Việt đều là hai. À, vậy thì không biết là khi nào dùng lẻng, khi nào dùng er đây? Các bạn để ý cho cô này. Khi mà có lượng từ xuất hiện thì chúng ta sẽ dùng lẻng. Còn khi mà dùng cho số đếm hoặc là số thứ tự thì bọn mình dùng er. Vậy thì ở đây có một cái khái niệm xuất hiện, đấy là lượng từ. Lượng từ là những từ như thế nào nhỉ? À, lượng từ ví dụ, cô lấy ví dụ như này để cho chúng mình rõ hơn nhá. À, bọn mình không thể nào nói là một bút, hai bút được, mà bọn mình sẽ nói là gì? Một cái bút, hai cái bút. Mình không nói là một sách, hai sách được, mà mình phải nói là một quyển sách, hai quyển sách. Vậy thì những cái từ như từ cái, chiếc, quyển hoặc là con thì những cái từ đấy được gọi là lượng từ. Ừ, lượng từ đứng sau số từ và đứng trước danh từ. Vậy thì khi mà xuất hiện những cái thằng như thế á thì bọn mình sẽ dùng từ lẻng để biểu thị ý nghĩa hai. Rồi, còn những từ ví dụ như là số đếm, như là mình đếm 1, 2, 3, 4 chẳng hạn, thì lúc đấy mình sẽ phải đếm là y, er, chứ mình không đọc là y, lẻng, đấy nhỉ. Hoặc là số thứ tự giống như vừa xong cô đã dạy rồi đúng không? Đứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba ấy, thì cái thứ hai đấy bọn mình sẽ dùng là ti, er. Rồi, mình xem một số ví dụ cho cô nhá. Ở đây thì cô có một cái ví dụ như này. Các bạn nhìn thấy này, đây là cô Nhâm nha. Cô Nhâm thì có hai đứa em gái, đấy nhỉ. Thế vậy khi mà nói là hai em gái thì các bạn thấy này, lượng từ cửa nó xuất hiện để đứng trước cái danh từ chỉ người mà. Thế vậy cô có một câu đấy là lẻng gơ mê mẻ. Lẻng gơ mê mẻ có nghĩa là hai đứa em gái. À, thế vậy cả câu là gì nhỉ? Tha yếu lẻng gơ mê mẻ. Cô ấy có hai đứa em gái. Và cái đứa bé hơn này này là đứa em gái thứ hai. Thế vậy thứ hai là biểu thị về số thứ tự rồi. Thế nên là cô phải dùng là ti er chứ không dùng là ti lẻng được. Rồi, ok. Thế vậy thông qua cái này thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô là cứ xuất hiện các lượng từ, đấy nhỉ, thì mình sẽ dùng từ lẻng để biểu thị ý nghĩa gì? Biểu thị ý nghĩa là hai. Còn nếu như là nói về số đếm hay số thứ tự thì mình sẽ dùng từ er. Rồi, khảo. Thế là chúng mình đã phân biệt được hai cái từ này rồi đúng không nào? Bây giờ mình đến với số tiếp theo nhé. Số tiếp theo mà cô muốn giới thiệu cho chúng mình chính là san. À, san, âm Hán Việt của nó là tam. Các bạn nhìn vào cái thứ tự viết của nó này, nhìn vào cái cách viết của nó nhá, cũng biết được là cái số này sẽ biểu thị số mấy đây. Chính xác rồi, đó là số 3, bởi vì nó có 3 gạch đúng không? À, số 1 thì có 1 gạch ngang, số 2 thì có 2 gạch và số 3 thì sẽ có 3 gạch. Vậy thì khi các bạn viết cái số 3 này, các bạn để ý cho cô nhá, cái nét ngang ở giữa ấy, nó sẽ là cái nét ngang ngắn nhất. Ừ, cái nét ngang ở trên này sẽ dài hơn nét ngang ở giữa một chút, đấy nhỉ? Và cái nét số 3 này là nét dài nhất cho cô nha. Rồi, viết giúp cô cái số 3 này vào trong vở nào. San. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi một số ví dụ của cô nhá. Để xem là đối với số 3 này thì cô sẽ đưa ra các ví dụ gì đây. Ở đây cô có một cái như này này. Các bạn nhìn thấy nhá, bình thường người bình thường thì sẽ có mấy mắt ta? Có hai mắt thôi đúng không? Nhưng mà anh này thì có thêm một cái mắt thứ 3 nữa. Đấy. Thế vậy để biểu thị ý nghĩa là thứ 3 mang chất là số thứ tự ấy thì mình sẽ dùng từ gì nhỉ? Chính xác, đó là từ ti san. À, ti san là thứ 3. Rồi, thứ ba ở đây không phải là thứ ngày tháng đâu nhá, mà để chỉ số thứ tự. À, hay ví dụ như nói là gì nhỉ? Người thứ ba thì bọn mình có thể có hai cách nói, đấy là gì nhỉ? Tì san trở. Tì san trở là người thứ ba. Hoặc là nếu mà để ám chỉ những cái cô tiểu tam ấy, những cái cô mà phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác ấy, thì bọn mình sẽ dùng một từ, đấy là từ xiao san. À, xiao san cũng là chữ san này luôn. Khảo. Rồi mình đến với lại ví dụ tiếp theo nhá. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cho cô này, cô có tổng cộng bao nhiêu cái bánh bao đây? Có 3 cái bánh bao đúng không? Ừ, thế vậy 3 cái thì bọn mình sẽ nói như nào nhỉ? 3个, tuệ, 3个, 3 cái. À, ví dụ như nói là gì nhỉ? Tôi có 3 cái bánh bao thì bọn mình sẽ nói làm sao? 我有3个包子. À, bao zi chính là bánh bao luôn. À, 我有3个包子 có nghĩa là tôi có 3 cái bánh bao. Hảo, rồi, ở đây các bạn nhìn thấy tiếp nhá. Một bức ảnh có tổng cộng bao nhiêu người đây? Trong bức ảnh này có tổng cộng bao nhiêu người? 3 người đúng không nhỉ? Ở đây thì mình sẽ thấy đấy là gì nhỉ? 3个人 sẽ biểu thị ý nghĩa là 3 người. Đó, thì nói là trong ảnh 有3个人, tức là trong bức ảnh có 3 người.
Khó. Rồi, thế vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về số thứ 3 rồi đúng không nhỉ? Mình nhớ lại nhá, từ số 1 đến số 3 nào. Số 1 thì mấy gạch ta? Một gạch ngang thôi. Số 2? Hai gạch ngang trên ngắn hơn gạch ngang dưới. Và số 3 sẽ là mấy gạch nhỉ? 3 gạch đúng không? Ừ, đúng rồi, chính xác, 3 gạch, và nhớ là gạch ở giữa sẽ ngắn hơn so với hai gạch còn lại nhá. Theo đúng như quy luật như thế thì mình sẽ đến với số thứ 4 đúng không? Số 4 sẽ bao gồm 4 gạch đúng không? Không phải thế đâu, nó kiểu đời không là mơ ấy đúng không nhỉ? Trung Quốc người ta cũng không dễ dàng cho chúng mình như thế. Chứ bây giờ ví dụ như kiểu là chỉ tính theo số gạch thế thôi, 1.000 gạch, một đến số 1.000 chẳng hạn thì chẳng nhẽ viết 1.000 cái gạch đấy à, đúng không? Thế nên là ở đây cái số 4 của mình bắt đầu nó không còn tính theo các gạch như kia nữa, nó đã chuyển sang khó hơn một xíu rồi đây. Các bạn để ý cho cô nhá, số 4 mình sẽ đọc là sư. À, sư, âm Hán Việt của nó là tứ. Và đây là số 4, đúng không nhỉ? Các bạn có thấy là cái chữ sư này á, nó giống cái gì không? Nó giống như kiểu là một cái cửa sổ ấy. Và đây là cái rèm này, đang vén ra hai bên này, đúng không nhỉ? Đây chính là chữ sư. Các bạn để ý nhá, khi mà viết cái chữ sư này á thì áp dụng cái quy tắc vào trước, đóng cửa sau cho cô. Thế nên cái nét ngang này này là cái nét viết cuối cùng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại ví dụ của chữ sư này nhá. Thế vậy chúng mình thấy này, vừa xong thì đã có thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi. Thì bây giờ đến thứ tư thì mình sẽ nói như nào đây? Rồi mình sẽ nói là gì nhỉ? Ti sư, ti sư, thứ tư đúng không nhỉ? Ví dụ như ở đây nói là gì nhỉ? Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đúng không? Tức là đến lần thứ tư rồi chẳng hạn. Thì mình sẽ nói là ti sư, đúng không nhỉ? Ti sư, thứ tư. Hảo, tiếp đến cô có một cái nữa này. Ví dụ như ở đây cô có mấy cái đùi gà đây mọi người? Có tổng cộng mấy cái đây? 4 cái đúng không? Hôm nay cô ăn phát hết luôn cả 4 cái. Thì cô sẽ nói là 4个, 4个. Ví dụ như cô nói là tôi ăn 4 cái đùi gà thì cô sẽ nói làm sao nhỉ? 我吃了4个đùi gà, đúng không? Hảo, 4个. Ừ, 4 cái đúng không nhỉ? Tiếp đến này, chúng mình sẽ có thêm một cái ví dụ như này nữa. Nhìn thấy ai đây không? Đây, thần tượng của cô đây đúng không? Blackpink đúng không nhỉ? Và có tổng cộng là mấy cô gái xinh đẹp đấy ạ? 4 cô gái đúng không? Thế vậy ở đây mình sẽ nói là 4 người. Thì mình sẽ nói như nào đây ta? 4个人, 对, 4个人, 4 người. Hoặc là có thể chuyển cái từ人 cái thành từ 姑娘. 姑娘 là cô nương đúng không? 4个姑娘 có nghĩa là 4 cô gái, 4 cô nương. Hảo. Rồi, mình có thể nói là gì nhỉ? Bọn họ có tổng cộng 4 người. Thì cả một cái câu đầy đủ như thế mình sẽ nói như nào đây nhỉ? 他们有4个人, bọn họ có 4 người. Hoặc là thêm từ tổng cộng thì có thể nói là 总共. Ừ, 他们总共有4个人, nhớ nhá. Hảo. Rồi, thế vậy là số 4 mình đã hoàn thành rồi nhá. Và từ vựng cuối cùng ở trong chiếc đèn lồng này đó chính là 五. 五, âm Hán Việt của nó là ngũ. Và đây chính là số 5, 5 điều Bác Hồ dạy đây. À, ủ. Các bạn để ý cho cô này, cái chữ ủ này nhá. À, cái nét ngang, cái nét nét sổ này này, nó sẽ hơi chếch một chút, chứ nó đừng để thẳng đứng như này nhá. Để thẳng đứng cái nét chữ của mình nó sẽ không đẹp. Thế nên là các bạn hơi chếch một chút giúp cô nhá. Cái nét sổ hơi chếch một chút. Khó. Rồi, đây là chữ ủ. Các bạn nhớ là viết theo đúng thứ tự vào trong vở cho cô nhá. Cũng giống như các số phía trước thì cô có một cái ví dụ liên quan đến số thứ tự của số 5, đó là ti ủ. Ti ủ có nghĩa là thứ 5. Ừ, khó. Ti ủ nhá, thứ 5 mang tính chất là để biểu thị ý nghĩa là số thứ tự nhá. Đừng ai nhầm cái từ thứ 5 này với lại là từ thứ ngày tháng nhá. Ví dụ như nói là anh ấy đứng thứ 5 toàn trường chẳng hạn, thì lúc đấy bọn mình sẽ dùng cái từ ti ủ này để biểu thị nhá. Khó. Tiếp đến một cái ví dụ khác nữa. Các bạn nhìn xem là chú gà này bên cạnh có tổng cộng bao nhiêu quả trứng hả mọi người? Có tổng cộng bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5. Thế là có tổng cộng 5 quả trứng đúng không? Thế lúc đấy bọn mình cũng sẽ dùng là 5个, là 5 cái, 5 quả. Và ví dụ cuối cùng của cái từ 5 này nhá. Các bạn để ý này, ở đây cô có từ gì nhỉ? 5个人, 5个人 là gì nhỉ? 5 người đúng không nào? 5 người. Thế nói là gì nhỉ? 5 người bọn họ thì có thể nói là 他们5个人. À, 他们5个人, đây, 5 người bọn họ. Hay ví dụ như nói 5 người chúng tôi thì bọn mình sẽ nói là 我们5个人. 5 người các bạn thì bọn mình sẽ nói là 你们5个人. Rồi, khó. Thế vậy mình tổng kết lại nhá. Từ nãy đến giờ là mình học được bao nhiêu số rồi ta? Học được 5 số rồi đúng không nhỉ? Thế bọn mình cùng dùng tay để đếm nhá.
这个是一二 đúng rồi và đây là 三四cuối cùng là 五好 thế bây giờ cô muốn biểu thị là ba người đi thì sẽ nói như nào nhỉ 对三个人cô biểu thị là 5 người thì cô sẽ nói là 五个人cô biểu thị 4 người thì sẽ nói là gì nhỉ 四个人 vậy nếu cô biểu thị là 2 thì sao chính xác mình phải dùng là 两个人 好vậy thì để ôn tập lại kỹ hơn 5 cái số này thì chúng ta đến với phần luyện tập với cô nhé chúng ta hãy cùng nhau tham gia một trò chơi đó là trò chơi nhanh như chớp rồi luật chơi của chúng ta là gì đây luật chơi của chúng ta đó là trả lời 5 câu hỏi ở trong phần trò chơi này và mỗi câu hỏi này thì chúng ta sẽ có 3 giây để suy nghĩ chọn ra đáp án chính xác nhất hảo đối với câu đầu tiên người ta đã yêu cầu chúng mình gì đây câu đầu tiên thì có một câu đấy là gì nhỉ bức tranh trên tương ứng với đáp án nào và nhiệm vụ của chúng mình đấy là dựa vào bức tranh để chọn ra cái đáp án đúng 3 giây cho chúng mình suy nghĩ 3 giây bắt đầu. Vậy là 3 giây đã kết thúc rồi. Mọi người đã chọn ra được đáp án chưa ạ? Rồi, bây giờ bọn mình cùng theo dõi lên trên màn hình nhá. Ở trên màn hình các bạn nhìn thấy ở trong bức tranh này này, cái đồng hồ này nó đang chỉ vào số mấy đây hả các bạn? Chính xác, đó là 3 giờ đúng không nhỉ? Và cái cách nói giờ ở trong tiếng Trung ấy thì các bạn chỉ cần thêm cái chữ tiễn ở đằng sau số là được. Vậy chúng mình nhớ xem là số 3 ở trong tiếng Trung sẽ đọc là gì nhỉ? Chính xác, đó là san và có một cái ghi chú là số 3 thì sẽ cần mấy gạch đây ta? 3 gạch đúng không nhỉ? Vậy thì ở đây chúng mình nhìn xem là cái đáp án nào sẽ là đáp án chính xác đấy. Chính xác rồi, đó chính là đáp án B. 3 gạch đây, đúng không nhỉ? Vậy thì lần lượt các số còn lại nhá. Số mấy đây ta? Một gạch sẽ là Y, đúng không nhỉ? Cái mà giống như kiểu là cái cửa sổ và có rèm ấy thì nó sẽ là gì? 4, số 4. Và đây có một cái số mà mình vẫn chưa được học, đúng không nhỉ? Đó là số mà lát nữa vào trong chiếc đèn lồng số 2 chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá. Hảo, vậy thì đáp án ở trong đây chúng ta sẽ có là B, 3 điểm, 3 giờ. Đến với câu số 2 nhá. Câu số 2 của chúng ta cũng là dựa vào bức tranh để có thể chọn ra được đáp án chính xác. Vậy thì ở đây các bạn nhìn là trên bức tranh của chúng ta thì đang có hai chiếc bánh đúng không nhỉ? Vậy thì không biết là hai sẽ nói như thế nào ở trong tiếng Trung đây. 3 giây cho chúng mình suy nghĩ nhá. 3 giây bắt đầu. Thời gian suy nghĩ đã kết thúc rồi, chúng mình đã chọn ra được đáp án chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nhìn lên trên màn hình cho cô nhá. Ở đây thì chúng ta có tổng cộng là 4 đáp án. Đáp án đầu tiên, từ này sẽ đọc là gì đấy nhỉ? Lẻng. Tiếp đến, đây là gì? Er. Cả hai từ này đều biểu thị số mấy nhỉ? Biểu thị số 2. Khi nào thì dùng lẻng, khi nào thì dùng er. Còn nhớ không ta? Chính xác, lẻng sẽ kết hợp với lượng từ. Còn er thì chỉ dùng trong số đếm hoặc là số thứ tự. Vậy thì ở đây chúng mình thấy ngay ở đằng sau nó sẽ có một lượng từ đấy là gì nhỉ? Cửa. Thế nên đáp án của nó chỉ có thể là đáp án nào thôi? Chính xác, đó là đáp án A, đúng không nhỉ? Hảo, lẻng cửa. Chúng ta đã trải qua hai câu hỏi một cách rất suôn sẻ rồi đúng không nào? Bây giờ mình sẽ đến với câu số 3 nhá, xem có gì khó khăn không đây. Ở trong câu số 3 vẫn là gì nhỉ? Vẫn là dựa vào bức tranh để có thể chọn ra được đáp án đúng. Thế vậy trong 4 đáp án này ấy, thì chúng ta thấy là đều có chung một cái từ. Đó là từ yue. Yue là biểu thị tháng. Thế vậy các bạn thử nhìn nhá. Nhìn ở trên này này. Xem là rốt cuộc đáp án nào mới là đáp án tương xứng với bức tranh đấy. 3 giây cho chúng mình suy nghĩ. 3 giây bắt đầu. Rồi mọi người ơi, mọi người đã tìm ra được đáp án chưa? Nếu mà chưa được tìm ra được đáp án thì cùng theo dõi lên trên màn hình của cô nhá. Ở trong bức tranh này thì người ta đang đề cập đến một ngày đó là gì nhỉ? Ngày cá tháng 4, ngày mùng 1 tháng 4 đúng không nhỉ? Ngày nói dối. Vậy thì ở trong đáp án bọn mình đã có một cái từ để chỉ tháng đó là từ yue rồi. Cô đã giới thiệu cho chúng mình rồi đúng không? Thế bây giờ nói là tháng 4 thì bọn mình sẽ sử dụng số 4. Số 4 sẽ là gì ở trong tiếng Trung đây nhỉ? 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, chính xác. 4 chính là số 4. Và các bạn còn nhớ là cái số 4 này nó viết giống như cái gì không nhỉ? Giống như kiểu là một cái cửa sổ và có hai cái tấm rèm kéo sang hai bên. Chính xác. Vậy thì trong 4 cái số này thì số nào sẽ là cái số mà giống cô miêu tả nhất nhỉ? Đúng rồi, đó chính là đáp án A. 4月. 4月 chính là tháng 4. Mình đến tiếp với câu hỏi số 4 nhá. Trong câu hỏi số 4 ấy, thì bọn mình sẽ cần phải thực hiện một phép tính. Đây các bạn nhìn thấy này, số mấy đây ta? Một gạch thì sẽ là Y. Đúng rồi, chính xác, số 1. Tiếp đến này,
gia, gia là cộng. Y gia y tổng ý là bằng. Thế vậy mình có là 1 cộng với 1 thì sẽ bằng gì đây? Ở đây sẽ có 4 đáp án cho chúng mình lựa chọn. Vậy thì chúng mình sẽ cùng suy nghĩ nhá. 3 giây cho chúng mình suy nghĩ. Bắt đầu. 3 giây đã kết thúc rồi. Chúng mình sẽ chọn đáp án gì đây? Vừa xong thì cô Nhâm đã dạy các bạn đọc một số cái ví dụ như là dấu cộng thì mình sẽ đọc là chia, dấu bằng thì bọn mình sẽ đọc là tổng ý. Vậy thì ở đây bọn mình có là y chia y tổng ý. 1 cộng 1 thì sẽ bằng gì nhỉ? Bằng 2, đúng rồi. Thế nên ở đây đáp án của nó sẽ phải là đáp án gì đấy? Chính xác, đó là đáp án D. 2. Còn lại những đáp án như 4, 3 hoặc là 5 thì đều là đáp án sai. Chính xác, chúng ta chỉ có một đáp án đúng, đó là D. 2. Rồi, đọc lại giúp cô cái mẫu câu này nhá. 1 cộng 1 bằng 2 thì sẽ nói như nào trong tiếng Trung nhỉ? 1 加1等于2. Hảo. Rồi, thế là bọn mình đã thuận lợi vượt qua được 4 câu hỏi rồi. Bây giờ sẽ còn câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Chúng ta xem là câu hỏi cuối cùng sẽ là gì nhá. Câu hỏi cuối cùng của chúng ta cũng là một phép tính. Vậy bây giờ nhá, cô không hướng dẫn cách đọc nữa. Hãy thử xem là cái cách đọc của cái số này như thế nào nhá, của cái công thức này như thế nào nhá. Và chọn cho cô cái đáp án chính xác ở đây. Hảo, 3 giây cho chúng mình cả đọc và cả suy nghĩ nữa nhá. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã kết thúc rồi. Vừa xong thì mọi người còn nhớ cái cách đọc của cái công thức như này không? À, chính xác, cái số này của mình sẽ là số gì nhỉ? 2. À, cong lưỡi lên cho cô nhá và thành 4. 2 chia 2 tổng ý. Đấy, tổng ý là bằng mà. 2 chia 2 tổng ý tuổi sao nó. Thế vậy 2 cộng với 2 thì sẽ bằng bao nhiêu đây nhỉ? Chính xác là bằng 4, đúng không ạ? 4. Nói chung là tiếng Việt thì quá dễ rồi. Nhưng vậy thì làm thế nào để chọn ra được một trong bốn cái số này đây? Số nào mới là số chính xác? Chúng mình cùng xem nhá. Đáp án A là gì nhỉ? Y, 1, đúng không? Đáp án B, 3 gạch thì sẽ đọc là San, là 3. Đáp án C này, giống cái rèm cửa, Sư, à, số 4. Thế vậy đây chính là đáp án mà bọn mình cần tìm rồi. Xem nốt nhá. Đáp án D sẽ là gì đây nhỉ? Ủ, ngũ, số 5, đúng không nhỉ? Vậy thì đáp án ở đây của bọn mình chính là đáp án gì? C, 4. Hảo. 2 加 2 tổng ý 4. Rồi, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong 5 câu hỏi ở trong phần chơi nhanh như chớp. Và đây cũng là lúc mà bọn mình đã hoàn thành và thắp sáng cho chiếc đèn lồng đầu tiên rồi đấy. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc đèn lồng số 2 để xem các số còn lại sẽ đọc như nào trong tiếng Trung nhé.